Nước chủ nhà Qatar đang hồi hộp chờ đến ngày diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022. Tất cả mọi việc đã sẵn sàng và những lá cờ cũng đã tung bay chờ đón người hâm mộ. Ban tổ chức giải cho biết, người hâm mộ đã đặt hơn 90.000 đêm lưu trú vào các ngày cao điểm của giải vô địch bóng đá thế giới. Vậy, họ sẽ ở những nơi như thế nào? Ngoài các căn phòng khách sạn, lều hay căn hộ, họ sẽ ở trong những porta cabin, tức là những căn nhà ghép tạm như thế này, và đây là một ngôi làng mới được dựng lên thần tốc để phục vụ người hâm mộ. Không đến sân vận động, họ có thể ngồi xem các trận đấu trên màn hình lớn với những chiếc ghế lười hạt xốp êm ái. Với 200 đô la một đêm, họ có thể thuê một trong 6.000 căn cabin lắp ghép với đầy đủ tiện nghi, không khác gì khách sạn. Ở đây, chúng tôi có 6.000 cabin. Tôi không có con số đặt phòng nhưng tôi tin là 60% lượng phòng đã được đặt rồi. Về giá thì chúng tôi có hai giá, hoặc là 200 đô một đêm cho hai người, hoặc là 270 đô một đêm nếu chọn hai bữa ăn một ngày, gồm ăn sáng và ăn trưa, hoặc ăn sáng và ăn tối. Sau giải đấu, Qatar sẽ tặng những căn nhà lắp ghép này cho những nước cần tới để làm nhà ở cho người dân. Chúng tôi đạt tới hơn 90.000 đơn đặt phòng trong các ngày cao điểm và chúng tôi dự kiến con số này sẽ tăng thêm 20-30% từ nay cho tới khi diễn ra các trận đấu. Chúng tôi vẫn còn 25.000 phòng trong các ngày cao điểm và còn rất nhiều sự lựa chọn cho du khách và người hâm mộ. Họ có thể chọn đủ các loại phòng, từ khách sạn cao cấp, khách sạn nổi trên biển, làng của người hâm mộ, từ các căn lều truyền thống, các căn caravans, nhiều lắm. Và họ có thể đặt qua bất kỳ trang web quốc tế nào hoặc đặt trực tiếp trên website của các cơ sở lưu trú. Qatar dự kiến đón 1,2 triệu du khách trong giải đấu kéo dài một tháng, với các ngày cao điểm nhất là từ 24 đến 28 tháng 11. Ước tính trung bình, mỗi một người hâm mộ sẽ lưu trú 7 đêm ở Qatar. Ngoài ra, mỗi ngày từ Qatar có hơn 500 chuyến bay đi về, cho phép người hâm mộ có thể sang ở bên các thành phố láng giềng như Dubai và giảm áp lực thiếu cơ sở lưu trú cho Qatar. Với dân số 3 triệu người, Qatar chỉ có chưa đầy 31.000 phòng khách sạn, nên ban tổ chức đã huy động thêm 130.000 dạng phòng khác, có thể là các căn hộ và villa trong khu chung cư, và biến chúng thành nơi lưu trú tạm thời. Ngoài ra, 3 con tàu du lịch viễn dương khổng lồ sẽ đậu tại cảng Doha, cung cấp thêm 5.000 phòng nghỉ. Và ai yêu thích ngủ lều thì đã có các khu lều trại. Trong trường hợp có bão cát hoặc mưa thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn phương án chuyển chỗ lưu trú phù hợp. Chẳng hạn như lều này, cách Doha 45 phút di chuyển, có 96 lều chia thành 16 cụm, có đầy đủ các tiện nghi của một phòng khách sạn ở bên trong. Chúng tôi có hai hạng lều, hạng sang và hạng tiêu chuẩn. Hạng sang thì có đầy đủ dịch vụ như khách sạn, có toilet ở bên trong, phục vụ tại phòng, còn hạng tiêu chuẩn thì đúng nghĩa với khái niệm ở lều. Qatar đã huy động toàn lực cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cần thiết để tổ chức một kỳ World Cup tuyệt vời. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một trong những kỳ World Cup thành công nhất.